Thanh Vân xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cho lượng bệnh nhân phải nhập viện tăng cao với nhiều nguyên nhân, trong đó số đông bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7. Câu chuyện y tế sẽ phản ánh thực trạng này như một lời cảnh báo để phòng tránh căn bệnh liệt dây thần kinh số 7. Phần hỏi đáp sẽ là trả lời của bác sĩ chuyên khoa về bệnh viêm màng não ở trẻ và bệnh viêm da dị ứng. Mở đầu chương trình là tiểu mục sổ tay y học với phương pháp thao bóp bấm huyệt chữa liệt tê bì tay chân. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng tê bì tay chân chỉ do bị chèn ép các dây thần kinh ở tay chân quá lâu gây nên tình trạng này. Nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra đây là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang bị đe dọa bởi căn bệnh liên quan đến thần kinh. Chính vì vậy mà tình trạng này cần phải được chữa trị tích cực. Trong mục sổ tay học hôm nay thì Lương Y Đặng Văn Cường, hội viên Hội Đông Y thị xã Mỹ Hào sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phương pháp bấm huyệt xoa bóp điều trị chứng tê bì tay chân hiệu quả. Trước hết muốn để cho ông đả thông được cái động mạch của những cái mạch máu não thì ta phải đưa vào cái phong chỉ dây để cho tất cả những cái động mạch này nó không bị tắc nghẽn nữa và nó thông. Xong bắt đầu ta dây ra hai bên tai dương để cho cái đầu cái đường, hai cái đường dây thần kinh là hai đường này nó phải chạy vòng và nó nguồn từ phong chỉ nguồn lên. Cuối cùng là ta dùng cả một cái bàn tay dây ở giữa đỉnh đầu. Ta dùng này để cho nó ép những cái khí độc, ép cái khí độc nó xuống. Phóng trì thái dương xong thì bắt đầu đến nốt sống cổ. Thường thường là những cái người mà bị nó cũng hay bị ảnh hưởng từ cái nốt sống cổ. Chúng ta phải làm sao mà dây để cho hai cái nốt sống cổ hai bên cạnh này nó động để cho nó làm nó thông được những cái đường kinh. Dây thế này chỉ cần 3 phút đến 5 phút thôi, không cần nhiều. Sau khi ta đã thông được đầu dây ấy rồi thì bây giờ ta đến cái chương trình là ép khí độc ở cột sống để ép khí độc lên. Mà mình cứ ép khi nào mà nó tất cả ở cái cột sống này nó lên màu đỏ, ở giữa ép 5 phút, ta ép sang hai bên 5 phút nữa là 10 phút thì bắt đầu ta mới dùng hai tay ta mới dây toàn bộ hai cái bên thần kinh, hai cái bên đường kinh này để cho nó đả thông tất cả những cái kinh mạch. Đối với những bệnh nhân như thế này thì không đi lại được mặc nhiều, cho nên là cái thường là cái cột sống nó cứng, nó không được hoạt động cho nên nó cứng. Thì bây giờ ta lại để dùng một cái biện pháp ta ấn ép cột sống. Viêm da dị ứng là bệnh lý da liễu phổ biến gây ra tình trạng ngứa ngáy, bong chóc, viêm đỏ rất khó chịu. Đặc biệt, viêm da dị ứng khó điều trị, dứt điểm do căn nguyên gây bệnh khá phức tạp, liên quan đến yếu tố miễn dịch bên trong cơ thể. Cách kiểm soát tốt nhất là hiểu rõ về bệnh, phát hiện sớm các triệu chứng và áp dụng phương pháp điều trị kịp thời đúng cách, giúp ngăn ngừa những ảnh hưởng và nguy cơ gây biến chứng. Ngay sau đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên sẽ trả lời những vấn đề xoay quanh bệnh viêm da dị ứng. Nguyên nhân là rất nhiều nguyên nhân, do vi khuẩn, do môi trường, do hóa chất vân vân, thì biểu hiện của nó là một cái phản ứng viêm đỏ ngứa với những tác nhân bên ngoài kích thích vào da, có thể tại chỗ, có thể toàn thân, tùy theo cơ địa của từng người, đấy là gọi là viêm da dị ứng. Viêm da dị ứng thì bất kỳ lứa tuổi nào, từ sơ sinh đến tận người già thì nó không đây, mà tùy cơ thể từng người tiếp xúc với từng nguyên nhân cụ thể thì nó sẽ gây phản ứng tại chỗ và toàn thân, và tùy từng yếu tố từng người thì nó có phản ứng viêm và dị ứng chứ không nơi giữa người này với người khác. À,
viêm da dị ứng thì biểu hiện rất nhiều đa dạng, có thể nếu mà từ nhẹ đến nặng, ví dụ như một người tiếp xúc với lại một cái tác nhân mà tại chỗ thì nhẹ thì nó chỉ là một cái khô da đơn thuần, và nặng hơn một chút thì đỏ da và ngứa, và nặng hơn chút nữa thì là phù, và tiểu trung lại thì tiếp xúc có thể đỏ, ngứa và phù lẻ chảy nước. Đấy là cái biểu hiện từ nhẹ đến nặng tùy cơ địa phản ứng của từng người. Viêm da dị ứng tiếp xúc hoặc là dị ứng nói chung thì nó rất là nguy hiểm. Nếu nhẹ đơn thuần chỉ là một cái thoáng qua, khi ta dừng tiếp xúc lại thì là hết. Nhưng nặng tí nữa thì tùy cơ địa phản ứng của từng người thì có thể chỉ lúc đầu chỉ ngứa và tại chỗ, mà nặng nữa thì có thể là lan rộng khắp toàn thân, phản ứng toàn thân từ tại chỗ phản ứng toàn thân, và nặng tí nữa có thể là một biến chứng, có thể khi mình gãi có thể nhiễm trùng, từ nhiễm trùng đến phản ứng toàn thân, có thể nhiễm trùng máu, trùng huyết từ vị trí tổn thương. Cho nên viêm da tiếp xúc dị ứng chúng ta không chủ quan, có thể tại chỗ toàn thân luôn luôn ảnh hưởng đến cái tính mạng cũng sức khỏe của cá thể cụ thể từng người. Đầu tiên là khi chúng ta mắc bệnh, từ cả uống thuốc mới thuốc là đầu tiên chúng ta phải đến điều trị là bác sĩ. Chúng ta không tự ý đến hiệu thuốc, tự ý đến ông nào vườn và tự ý chúng ta mua thuốc bôi cũng như uống, đấy là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là chúng ta phải sinh hoạt chế độ ăn uống, đặc biệt những người đã có cơ địa dị ứng, ta sinh hoạt ăn uống phải hết sức điều độ, kiêng chất kích thích như là bia rượu, cà phê, thuốc lá, đặc biệt là rượu bia và thuốc lá. Nếu như người cơ địa dị ứng như hen phế quản hoặc thay đổi thời tiết mà dân gian gọi là dị ứng thời tiết, thì chúng ta phải lưu ý là những thời tiết chúng ta phải ăn uống những chất như hải sản hoặc những là những chất bia rượu, chúng ta phải hết sức lưu ý. Hoặc gia đình mà có bố mẹ có cơ địa dị ứng thì những chất đấy phải ăn từ từ, thăm dò xem mình có bị dị ứng hay không. Và thứ hai, ăn uống đủ chất và sống lành mạnh, không được stress, không được mất ngủ, ăn uống nghỉ ngơi làm sao là cuộc sống lành mạnh, thì đấy là dinh dưỡng tốt, dùng thuốc thận trọng theo chị bác sĩ thì chúng ta cũng phòng bệnh được cái dị ứng cũng như là phòng bệnh được cái viêm da tiếp xúc hay viêm da dị ứng nói chung. Viêm màng não ở trẻ em là một căn bệnh nguy hiểm, khiến trẻ có nguy cơ đối mặt với các biến chứng như nhiễm trùng máu, tổn thương vĩnh viễn hệ thần kinh và não bộ, thậm chí là tử vong. Tiểu mục Hỏi Đáp Y tế tuần này mời quý vị đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và thạc sĩ bác sĩ Lại Thị Tươi, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, để cùng tìm hiểu về vấn đề này. Xin chào bác sĩ ạ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ, thưa bác sĩ, viêm màng não là gì ạ? Bộ não thì nó sẽ được bảo vệ trong cái hộp sọ và cái phần màng não bao quanh. Thì màng não nó bao gồm có màng cứng này, có phần màng nhện và phần màng mềm. Thì viêm màng não ở đây tức là có một số cái tác nhân nó tấn công vào cái màng não gây tình trạng viêm, mà cái màng não của mình nó bị sưng lên, bao gồm toàn bộ cái phần bao quanh cái não và cái phần tủy sống. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân nào gây ra căn bệnh này ạ? Nguyên nhân gây viêm màng não thì cũng rất là nhiều, trong đó thì mình sẽ phân loại ra. Đầu tiên thì theo cái nghiên cứu và thống kê, cái tỷ lệ lớn nhất là nguyên nhân gây viêm màng não do virus. Xếp thứ hai nhưng mà rất là nặng nề đấy là nguyên viêm màng não do vi khuẩn. Tiếp theo có thể là viêm màng não do nấm. Một số các cái nguyên nhân ví dụ như ký sinh trùng hoặc một số các cái loại thuốc hoặc một số các cái bệnh như u hạt hoặc ung thư thì cũng có thể gây viêm màng não. Vậy thì bệnh viêm màng não sẽ có những dấu hiệu như thế nào thưa bác sĩ? Viêm màng não là một tình trạng rất là nặng và cái việc nhận biết sớm rất là quan trọng. Dấu hiệu viêm màng não ở các lứa tuổi nó sẽ khác nhau. Lứa tuổi dưới 1 tuổi và trẻ sơ sinh nó sẽ khác, và lứa tuổi trẻ lớn thì nó sẽ khác. Đối với các bạn nhỏ dưới 1 tuổi hay người ta còn gọi là trẻ nhũ nhi ấy, thì bao giờ cũng có những triệu chứng sốt, từ sốt vừa đến sốt cao, trẻ quấy khóc. Một số trường hợp thì có thể là nôn ói, nhưng mà đối với những trường hợp mà trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, thì cái dấu hiệu ly bì bỏ bú nó rất quan trọng. Còn đặc biệt là đến những cái giai đoạn nặng lên thì có thể là trẻ mất ý thức và co giật. Còn đối với nhóm trẻ lớn thì cái dấu hiệu sốt nó cũng rất là quan trọng. Trẻ sốt cao và khi vì là trẻ lớn mà, nên là trẻ biết kêu đau đầu, trẻ đau đầu dữ dội. Một số nhóm trẻ thì nôn rất là nhiều, ăn gì là nôn đấy, rất là mệt, làm nơ mơ ly bì, rồi rất là nhạy cảm về ánh sáng. Các cái dấu hiệu muộn như là mất ý thức hay là co giật hay là bị mất tập trung thì thông thường đấy là thuộc giai đoạn muộn, khi mà bố mẹ để trẻ ở nhà quá lâu mới đến gặp các bác sĩ. Viêm màng não thì thông thường nó sẽ có những cái triệu chứng đặc trưng, nhưng ví dụ như sẽ hay bị nhầm với một số các cái trường hợp các cái cơn đau đầu, ví dụ như trẻ nhỏ những cái cơn đau đầu migraine, hay là đối với những tình trạng mà rối loạn tiêu hóa, ví dụ trẻ nôn rất là nhiều, người gây đến tình trạng trẻ cũng ly bì cũng mệt như vậy. Thì dù sao thì bất cứ một cái dấu hiệu gì như là đau đầu hoặc nôn thì cũng nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để các bác sĩ khám và phân
loại cho nó rõ ràng. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta cần làm gì để điều trị và phòng ngừa căn bệnh viêm màng não này ạ? Cái việc điều trị thì mình cũng dựa trên căn nguyên thôi. Ví dụ như viêm màng não do virus thì nó sẽ không có các cái thuốc điều trị đặc hiệu. Chủ yếu là điều trị triệu chứng, nâng đỡ cơ thể, chống viêm, chống phù não, làm sao để cơ thể mình thích ứng và vượt qua được cái giai đoạn mà bị nhiễm virus cấp tính. Viêm màng não thì chủ yếu là do những cái tác nhân, ví dụ như vi khuẩn, virus, nấm hay ký sinh trùng, thì việc phòng ngừa hoàn toàn có thể. Phòng phổ biến nhất vẫn là những cái biện pháp vệ sinh đường hấp cho trẻ này, ăn chín uống sôi này, vệ sinh tay sạch sẽ, rồi nâng cao cái thể trạng của trẻ lên, rồi có những cái chế độ ăn phù hợp, chế độ tập luyện hợp lý. Đồng thời thì cái việc tiêm chủng cũng rất là quan trọng. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ. Cảm ơn bạn. Liệt nửa mặt, méo miệng hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính. Bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây biến dạng khuôn mặt, ảnh hưởng đến khả năng lao động giao tiếp hàng ngày. Khó biểu hiện cảm xúc ở mặt, khó khăn trong ăn uống và quan trọng là ảnh hưởng đến thẩm mỹ của người bệnh. Bệnh thường xuất phát từ nguyên nhân thời tiết giá lạnh. Tuy nhiên giữa thời điểm mùa hè như thế này, tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên lại ghi nhận nhiều trường hợp bị liệt dây thần kinh số 7. Vậy đâu là nguyên nhân và cách phòng tránh? Câu chuyện sau đây sẽ phản ánh thực trạng này. Trước đây 3 ngày thì tôi hiện tượng là nó đau cổ, nằm cứ vẹo nó đau, nằm thì xong nó đau đầu. Thế là sáng hôm đấy là đi lấy thuốc tiền đình uống rồi thuốc não, thế trưa thì ngủ một giấc dậy thì nó méo mũi nó mắt. Sáng ra thì tôi dậy thì tôi thấy nó có triệu chứng là súc miệng là nó sẽ vãi nước ra. Và ăn uống thì nó có rơi vãi, thì tôi vào đây. Đó là những chia sẻ của một số bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên đang điều trị tại khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Theo các bác sĩ, số bệnh nhân hiện nay gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Thời gian gần đây thì khoa y học cổ truyền Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có tiếp nhận số lượng bệnh nhân liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có tăng đột biến hơn so với thời điểm này so với năm ngoái, khoảng 10%. Khi mà bệnh nhân đến khoa thì tôi có khám bệnh thì thấy thường bệnh nhân là sau khi mà ngủ dậy đấy thì bệnh nhân xuất hiện cái triệu chứng méo mặt, mắt nhắm không kín. Có một số bệnh nhân thì mất cảm giác 2/3 vị giác đầu lưỡi. Thế mà hỏi ra thì nhiều bệnh nhân là khi mà họ đêm ngủ thì để nhiệt độ điều hòa để nhiệt nó thấp so với cả cái lượng nhiệt chênh lệch giữa bên trong phòng và bên ngoài phòng. Thì tôi nghĩ là cái nguyên nhân đấy có thể gây ra cái liệt 7 cho bệnh nhân. Có thể thấy nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là do lạnh. Những ngày này trong giai đoạn nắng nóng, mọi người thường xuyên ở trong môi trường có điều hòa và quạt. Có khi ngủ dưới điều hòa ở nhiệt độ quá thấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng liệt mặt, méo miệng. Không những gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Châm cứu bấm huyệt là phương pháp chủ yếu để điều trị bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Thời gian điều trị từ 3 đến 4 tuần, bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn với những bệnh nhân được phát hiện sớm trong tuần đầu tiên. Trường hợp điều trị muộn có thể để lại di chứng. Triệu chứng của dây thần kinh số 7 là mắt nhắm không kín, chính vì vậy mà bệnh nhân thường hay nếu mà điều trị không kịp thời thì bệnh nhân sẽ hay bị viêm kết mạc, viêm giác mạc, thậm chí có thể là loét giác mạc nếu mà không điều trị kịp thời và bệnh nhân sẽ thiếu tự tin khi giao tiếp. Vì là miệng méo nên là bệnh nhân sẽ nói nó khó, ăn uống thì nước nó hay chảy ra ở khóe miệng và thức ăn thì đọng lại ở góc hàm, thế chính vì vậy mà bệnh nhân ăn nhai rất khó, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Chính vì vậy mà khi có bệnh thì chúng ta nên đến viện để khám, để điều trị cho sớm, tránh các biến chứng xảy ra sau này. Theo các chuyên gia y tế, để phòng bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, người dân cần lưu ý: tránh ngủ ở nơi có gió lùa, tránh ngủ ở nhiệt độ quá lạnh hay hơi lạnh trực tiếp từ quạt hay điều hòa vào vùng đầu mặt, tránh tiếp xúc đột ngột với nước lạnh như uống nước đá hay tắm ngay sau khi đi ra ngoài trời nắng nóng về. Bên cạnh đó, không nên tắm quá khuya, thời gian tắm tốt nhất là trước 19 giờ. Cần điều trị sớm các chứng viêm nhiễm ở tai, mũi họng để tránh các biến chứng ảnh hưởng tới dây thần kinh số 7. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.